mọi người thấy không, hôm nay em đi thu dàn nhạc ha, ở Kiên Giang đó. Sông thì mênh mông nước, lục bình thì bao la ha. Rồi mà dàn nhạc về tới thì anh em có cần gì thì liên hệ với mình ha, nguyên một giỏ nha, lo có luôn nè. Chào anh em đã đến với kênh YouTube Tăng Trà Vinh của mình ha. Rồi hôm qua mình mới đi thu dàn nhạc ở Kiên Giang về, nó có một số đồ như vậy ha. Đó, vào đầu video thì anh em cho mình xin nút like ha, một nút đăng ký. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều đã xem video của mình và theo dõi mình trong thời gian vừa qua ha. Những món hàng nào mà mình có lỡ quên thì anh em nhắn lại giùm mình ha. Nói chung là tại vì nhiều khi mình đi dàn nhạc nữa anh em, rồi đi thâu nữa, rồi nhiều khi mình đi dàn nhạc ồn quá mình nghe không rõ nữa, anh em thông cảm cho mình ha. Công việc chính mình ở đây dàn nhạc của mình ha, mình đi nhạc năm nay cũng xém 10 năm rồi, mình mới buôn bán đây đó. Mình có món hàng nào mà đóng không kịp thì anh em cũng thông cảm cho mình ha. Bắt đầu video hôm nay mình có xả một cọng dây 4 ruột ha, cọng dây 4 ruột 4 lõi, dây này chắc 2 chấm anh em, dây cũng lớn ha. Cọng dây này một cọng dài khoảng 10 mét, có đầu gít cong ha, có hai đầu gít cong. Và cộng mình bán em giá 500k ha. Mà hôm trước thì có anh nào mà có đặt mình thì liên hệ đi mình nha, tại vì nói chung là nhiều số quá, với nhiều người mình bán nhiều khách hàng quá, nhiều khi mình cũng quên, anh em cũng thông cảm cho mình ha. Đó, một cộng dây hai cộng nha, hai cộng dài khoảng 10 mấy mét gì đó mình không có đo, nhưng mà khoảng trên 10 mét, một cộng trên 10 mét ha, là 500k. Và mình có về được mấy cặp chép, chép này chép mới nha, 900. Nói chung thì nhiều anh em có bình luận là 800 để anh mua cho, nhưng mà thật ra giá mình nhập về là 800k nha anh em. Mình nhập về 800, tiền xe về đây nữa thì nó ra khoảng 830 một cặp, mình bán 900 cặp ha, thì mình kiếm là vài chục công đóng hàng nữa anh em. Và nhiều khi mà mình giao hàng nó bị trục chặt, bị bể đâu nữa là về bù vô phần đó. Nói chung là làm phải có lời nha anh em, mua bán thì có chút xíu lời mới lo cho gia đình được ha. Và một cặp chép này bán giá là 650k một cặp, hai loại hai mẫu, anh em thích mẫu nào mình gửi mẫu đó ha. Chép 450, 650k. Chung mà mua về mà bán giá vốn về công đóng hàng lại có bị bể rồi cái nữa hơi lỗ luôn nè. Chung thì mình mà làm có lời mình mới bán được ha. Rồi một cái tai mi xua UG9. Nói chung là cái này nó không có hai cái bát ha, và có một tai duy nhất. Đó, mình bán giá là 600k UG9. Anh em nào có tai lắp vào thì ok hết trơn nha, hai bên hoạt động ok hết, nhưng mà có một cái là mình mất một cái này, mất một tai hay giá 600. Nè, xua UG9. Hai là mã. Bộ này hồi lúc mà đầu tiên ra thì mua khoảng 3,2 triệu ha. Nhiều anh em không biết mua tới 3 triệu mấy luôn á, 4 triệu không chừng nữa. Rồi cặp này, một cái này mình bán với giá là 600k chưa gồm phí ship ha. Nó vào mình về được 1 2 3 4 con men. Mình còn một con EV7002 ha. EV7002 chạy là 40 sò ha. Màu thác của em nó đây. Rồi con này mình bán em giá là 3 triệu đồng. Còn khá ok ha, chạy hoạt động không có lỗi lầm gì hết. Và đây là cái đầu mình bán rồi nha. Mình không quay. Rồi đây, mình còn cây cót ha. Cây cót gì đây? T312 gì nè. Cái này input. Cót silver, ô cũ nha. 400k. Nói chung là nó cũng hơi cũ theo thời gian anh em, 400 ha. Cây cót 400. Đó, mình còn cặp bass nè, từ 220 con 100. Đã có làm con rồi ha. Hàng này nặng quá. Nói chung cha chở về móp cái lỗ mũi luôn. Móp mũi anh em, để mình giật lên ha. Rồi cặp này là không có con ha. Này không có ha. Mặt mày cũng còn khá ok, bán giá 1,7 triệu một cặp ha. Từ 220 con 100. Lỗ mũi có bị xẹp, đó mình giật lên cho anh em 1,7 triệu. Rồi mình còn một cái bàn, cái bàn bán rồi luôn. FS rồi, cái bàn này cũng bán rồi. Rồi mình còn
Một con xe A20 ha. À, đẹp ha. Chạy 64 sò tăng phô thì khoảng 30 35 gì á. Rồi con này bán cho anh em với giá là 3 triệu 7 ha. Hàng khá là ok ha. Và một con BS. Con này thì Việt Nam. Nói chung mấy con này Việt Nam hết anh em, Nanomax gì nè. Rồi Nanomax gì. Con này thì chạy 40 sò ha. Đầu thắt cũng còn khá là ok. Đó, 40 sò. Chạy 3 hoạt động hay giá 2 triệu 7. 40 sò. Đánh một cặp 40 được ha, hai cặp 40 con 75 được. Nói chung hôm nay thì mình về lo cũng rất là nhiều ha. Lo súp mình còn về khoảng mấy cặp nữa anh em. Hôm nay lo súp về nhiều. Rồi, quay lại vào con giang đi ha. Mình còn một con giang DK 9000. Giá là 1 triệu 7 ha. Một con ABK 1000. Nói chung nói chuyện hơi dấp nên thông cảm ha. Cái này 2 triệu 2 ha. Hôm nay mình xả còn 2 triệu mốt. Mấy cái này anh em có xài thì biết rồi ha. Chất lượng khá là ok. Đó mình còn một cái cây eco gầy, giá là 1 triệu. Một cây code 234 gì nè. Rồi cây này giá là 500. Một cây giang cơ lai số Kuga. Rồi cái này bán giá là 1 triệu ha. 1 2 3 4. Đây, giang này là giang cơ ha. Giang cơ TF6 và DK 3600 gì đó. Một cây giang cơ lai số ETC HC8 gì nè. Rồi giá 1 triệu luôn. 4 cây đồng giá 1 triệu, anh em cần con nào thì chụp màn hình lại cho mình. Đó là mình sẽ test và mình gửi cho anh em ha. Nói chung anh em nói test thì mình quay clip Zalo mình test mình gửi cho ha, tại vì nói chung quá nhiều hàng anh em test từ con này mình quay không biết bao giờ mới hết ha, mới rồi ha. Rồi, một cây Pima. Cái này còn khá là ok ha. Lúc lớn nhỏ ra đây, hàng này hàng bãi ha, hàng của Taiwan. Con này giá 900. Con 231S màu trắng, khá đẹp ha, 800. Cây ở dưới là cây su răng gì nè, 500. Cây du răng 500. Rồi mình quay tới phần loa ha. Mình còn mấy cặp loa RCS nè. Con ghi đẹp, nói chung máy mình không được nét, anh em coi cũng thông cảm cho mình ha. Máy mình nói chung không được nét cho máy ha. Rồi cây này một cặp này bán đánh giá là 2 triệu 8 ha, con ghi đẹp nè, ghi nè. Đẹp. 2 triệu 8 nói chung hàng này gần Tết rồi, giá nó mình đi thâu giá nó cao, anh em thông cảm hay mua anh mình thì cái nào mình mua được thì mình mua ha. Còn khá đẹp. Chơi mắc rẻ thì mình tội nghiệp. Nói chung mình xem cho vui, rồi món nào mua được thì mình mua, không mua được thì mình bỏ qua. Rồi, mình còn một cặp 40 ha. Mình có hai cặp mà mình đã bán một cặp rồi. Hàng này cũng khá là ok, khá xịn ha, RCF 8 ohm 450W ha. Italy. Rồi cặp này bán giá là 1 triệu 9 nè, con zin đẹp. Chung là con này là bao đẹp luôn anh em. Này. 1 triệu 9. Đẹp ha, nè. Mình có hai cặp mà một cặp mình đã bán cho khách rồi, còn chỉ còn một cặp duy nhất 40 con 75 từ 2 190 ha. Rồi mình còn một cặp 50 nè, một cái á, là đã có làm con rồi, một cái là zin ha, một cái cứng, một cái làm con. Cái này bán giá 400, anh em không mua bán 300 một cái ha. 300, cái này 500. Cái này còn hoạt động bình thường. Bát 50 sườn sắt ha. Bát 50 giờ gắn lo kéo rồi cũng được, hay là mình hát nhà cũng được, anh em cần bát 50 giá rẻ thì liên hệ với mình ha. Rồi mình còn một cặp bát 50. Từ 220 ha, còn 100. Dạ, nói chung hàng này cũng khá nổi. Hoạt động ok hết ha. Đây, 2 triệu 2. Màng miết thì không cọ rẹt ha. Nè, tam nhắn này ha. Màng còn khá cứng, nói chung màng cũng còn rất là đẹp ha. Nè, đẹp nè. 2 triệu 2. Còn một cặp bát huyền thoại. Quay 1800 clip rồi. Cặp bát này nhiều kỷ niệm nhé.
Rồi cặp này bán giá 1,8 triệu, được bán giá 1,7 triệu anh em. Lấy nó đi giùm mình ha. Chung cái bát kỷ niệm nhiều quá. Mình nhớ hoài cái bát này luôn ha. Rồi 1,7 triệu. Bát 40 từ 220 con 100. Rồi mình còn một cặp bát GCF. Đã có làm con rồi ha, nhưng mà cũng còn khá đẹp. Thằng này thì nó nặng. GCF Italy. Rồi một cặp này bán cho em giá là 2 triệu tư nha. Còn khá là đẹp, màn miết thì cũng còn rất là sáng bóng ha. Nè chiếu chiếu nè. Rồi 2 triệu tư đó. Rồi một cặp GCF nữa. Đây GCF từ 220 coi 100. Nó bát súp, bát 50. Nói chung hôm nay thì mình về bát 50 nhiều anh em. Mình còn về thêm 3 cặp GCF con gin nữa. Mà lúc này thâu giá cao quá. Quá 2 triệu 8 cặp, còn cặp này là 2 triệu 4 luôn ha. 2 triệu 4 một cặp. Bát 50. Rồi. Con đăng tiến. Đăng tiến này TD Acoustic. Quay clip đầu thì nói là gian cơ ha. Clip sau thì nói là có cơ, giờ nói là đăng tiến ha. Giá 1 triệu 1. Có Bluetooth, có cổng quang luôn. Và mình còn một cặp full 40 đôi ha. Ồ, quá đẹp. Giá là 1 triệu 8. Chung là bao đẹp ha. Giá 1 triệu 8 nha. Rồi một cặp full đôi. Hơi xấu hơn tí, giá ok anh, giá 1 triệu 2. Mình còn bát 40 đây, một cặp thành phẩm nè. Giá là 4 triệu một cặp ha, bát từ 220 con 100, còn khá đẹp. Rồi đây mình còn một cặp súp đôi. Súp đôi này khá bự, khá hầm hố ha. Đây. Cặp này 3 triệu ha. Cặp súp đôi giá 3 triệu đồng. Súp hầm ha. Rồi còn tủ máy đó, tiếp theo là mình còn cái tủ máy nha. Tủ máy này mình bán cho anh em với giá là 1 triệu 2 nha. Có sơn màu bạc rồi nè, anh chủ nhà anh sơn nha. Nói chung còn khá ok, mặt trước mặt sau đầy đủ hết, không có bị hở bị gì hết trơn ha. Đó quay kỹ nè, tủ máy còn khá đẹp nha, giá 1 triệu 2. Chúng mình đi hôm qua anh đi Kiên Giang á, ảnh về anh sơn sẵn cho mình luôn, mình khỏi sơn. 1,2 triệu đây. Cặp full đôi 1,2 triệu, full đôi 1,8 triệu mà dán ép nha. Rồi một cặp lo kéo. Lo kéo này thì hoạt động ok hết. Nếu mà có Migo á thì 2,5 triệu, còn không có Migo 2 triệu ha. Rồi mạch bo lo kéo 1,2 triệu, 300W ha. Đánh cặp 40. Rồi mình còn một cái vỏ súp. Vỏ súp 40 đôi ha. Nỉ, vỏ nỉ giá 1 triệu mà nỉ này là nỉ đen nha chứ không phải nỉ mình đây ha. Mình lâu lắm mình mới gặp cái loại nỉ này ha. Mình quay cũng 2 3 clip và giá 1 triệu đồng ha, về cho anh em chơi gia đình khá ok. Nhịp này kêu bằng nhịp nối ha. Cầu nằm ở giữa cái cồn á. Cồn người ta bỏ luôn, ngập luôn cái gì rồi.